ngày 19 tháng 7, ngày xét xử thứ hai vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 14 trung tâm đăng kiểm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thẩm tra xong lý lịch các bị cáo tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thông báo, trong phần xét hỏi, hội đồng xét xử sẽ thẩm vấn với 15 đến 30 bị cáo một ngày. Hội đồng xét xử sẽ có danh sách bị cáo cụ thể gửi cho trại giam để dẫn giải đến tòa. Tại phần xét hỏi, các bị cáo tại ngoại và luật sư bào chữa cho các bị cáo này phải có mặt tại tòa. Nếu các bị cáo vắng mặt coi như vắng mặt không lý do, nếu luật sư vắng mặt xem như không tham gia phần xét hỏi. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Theo đó, vào các ngày 26 tháng 10 năm 2022 và ngày 28 tháng 10 năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai xe ô tô có dấu hiệu cơi nới thành thùng so với quy chuẩn, nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Kết quả kiểm tra xác định số đo kích thước thành xe, thùng xe trùng khớp với số đo kích thước trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ, viết tắt là giấy chứng nhận kiểm định, tuy nhiên lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nên chuyển cơ quan điều tra để tiến hành xác minh, làm rõ. Từ dấu hiệu tội phạm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước. Kết quả điều tra đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 254 bị cáo về 11 tội danh, trong đó có nhiều bị cáo bị khởi tố từ 2 đến 3 tội. Cáo trạng xác định, tại Cục Điền kinh Việt Nam, từ lãnh đạo cục, lãnh đạo, đăng kiểm viên, cán bộ các phòng kiểm định xe cơ giới, phòng va và phòng tàu sông, đăng kiểm viên các trung tâm đăng kiểm và các chi cục đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn cả nước đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, móc nối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, các đối tượng là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, phòng va đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới, đã cùng nhau thống nhất chủ trương nhận tiền hối lộ của 16 công ty, bỏ qua các lỗi, sai sót trên hồ sơ thiết kế, vẫn xác nhận thẩm định và cấp 29.676 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, nhận hối lộ tổng số tiền là 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được đã chia nhau hưởng lợi. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công bố cáo trạng. Dự kiến, việc công bố cáo trạng khoảng 340 trang trong 3 ngày xét xử.